Hoàng Nhiệt Độ Địa xin kính chào các bác nhé. Hôm nay em lên sóng một cái con máy rửa bát Panasonic NPTR7. Em vừa về cho máy ra ngoài hoạt động test rửa để lên sóng phục vụ các bác. Đây là một cái con TR7 cũng rất lâu rồi, không có hàng từ đợt dịch nghỉ rất là nhiều, 2 tháng nay nghỉ dịch. Hôm nay em về con này khá là đẹp không nhé, rất là đẹp này. Mặt mũi đầu tiên mình quay về hình thức các bác nhé, hình thức phần lưng tôn này nhé, đã được tu tát spa cho nó rất là đẹp rồi. Lưng tôn này, mặt mũi trên dưới đẹp này, nói chung là mỹ mãn. Bạc điều khiển mọi thứ sạch sẽ đẹp, rất là đẹp rồi. Lưng điếc làm cho rất là đẹp các bác nhé. Con TR7 đời 2014. Con này thì tính chiếc trong suốt đẹp, nội thất thì vệ sinh siêu sạch, siêu sạch luôn. Này, từ các cái giá đỡ nhìn sạch như máy mới các bạn, nội thất sạch như máy mới nhé. Đấy, hôm nay em nhập là nhập hàng dọn rồi, trên cái bát đầu nguồn này các bác vệ sinh rất là sạch sẽ cẩn thận này, mọi thứ không có gì để chê trách cả, cực đẹp luôn. Kiểm tra cái dây may so khay rác các thứ vệ sinh đẹp không tì vết, chưa, cực đẹp luôn, sạch sẽ các bác nhé. Các bác nhìn trong này, chưa, TR7. Đấy, các bác nào mà đang có nhu cầu mua, chị em đi làm về nấu cơm đã mệt mỏi rồi, đã nghĩ đến chuyện rửa bát rất là ngại. Cho nên là máy rửa bát bây giờ nó gần như là một cái vật dụng rất là phổ thông thôi, nó như là một cái chiếc máy giặt thôi. Rồi cũng đến lúc nhà nào cũng có các bác ạ. Con này đẹp không tí vết luôn ở bên trong nhé, trong ruột như mới này. Miễn chê, vệ sinh cực đẹp như mới luôn. Máy bảo hành 6 tháng các bác chạy test, tên tên thoải mái luôn. Không có phải nghĩ, sau thời gian bảo hành em hỗ trợ các bác thoải mái. Vì máy rửa bát Nhật này rửa rất là dễ đây, thông dụng, không có cái gì khó khăn cả. Cái lượng khách mua máy rửa bát của em cực nhiều luôn, nhiều khi còn không đáp ứng đủ máy để mở bán phục vụ các bác. Rất là lâu rồi không có máy đẹp về phục vụ, hôm nay có con này đẹp quá, mặt mũi sáng sủa đẹp, spa đẹp long lanh luôn, chẳng chèo đẹp đều trên dưới. Đây là bảy, con này thì em bán là 7,5 triệu nhé, 7,5 triệu chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Các bác lưu ý là máy Nhật thì nó sử dụng điện lưới 100V. Đấy. Thế nên là mình dùng phải có đổi nguồn cho nó, đổi nguồn từ điện 220V xuống 100V đấy ạ. Công suất tối thiểu là 1500W trở lên thì máy này nó mới hoạt động được, vì trong quá trình nó có đun nước bằng dây máy so. Đấy. Các cái chức năng ở trên đây là đèn Econavi này. Máy nội địa thì sẽ có Econavi. Đây là thời gian sấy này, 30 phút này, 45 phút, 60 phút. Bấm này, di chuyển cái thời gian sấy mình có thể trong quá trình đang rửa có thể tắt sấy được. Nếu đèn này mà nó sáng phát là kèm theo giữ khô, tức là máy chạy suốt ngày để giữ khô bắt đũa. Sấy 45 phút kèm giữ khô, sấy 60 kèm giữ khô. Đây là thông gió, tức là thông gió từ khoang bên trong với cả không gian bên ngoài để cho máy đỡ bị mùi. Thường thì em hay cài đặt cho khách là sấy 30 phút thôi. Còn nút này hẹn giờ 4 giờ sau rửa. Trên này là các chế độ rửa, em đang để rửa tiêu chuẩn với nước nóng 80 độ C này. Đấy. Có nhiều các chế độ rửa nhanh, rửa tiêu chuẩn này, rửa mạnh, rửa nước nóng, rửa kia lằng nhằng các kiểu. Đây chế độ sấy này, sấy không rửa. Cái đèn này là đèn báo mở cửa các bác nhé, bấm mở cửa đèn báo này. Đấy. Yeah. Cửa các bác đóng không chặt thì đèn này cũng báo. Khi mở cửa ra máy sẽ dừng luôn. Bốn cái chu trình đèn này, đèn đang nháy này trong quá trình đun nước nhé, đun nước nóng bắt đầu nó sẽ rửa, đèn chu trình bắt đầu rửa này. Đấy, rửa. Đấy. Rửa lần hai tráng sang đèn này, đèn sấy, nếu mình không sấy thì đèn sẽ mất. Đây vẫn tắt sấy nhé, thì đèn này sẽ mất. Đấy, thôi thấy chưa, không sấy thì đèn này sẽ không sáng. Rất dễ sử dụng cái máy Nhật, tuy trông nó nhìn thế này thôi nhưng mà khi dùng thì các bác chỉ bấm cái nút bật nguồn này và bấm nút này là rửa. Nút bật nguồn này, nút bắt đầu rửa, nút này nút tắt. Máy Nhật thì nó xếp khoảng vào 12 cái bát con. Xếp 12 cái bát con các bác này. Trông này thôi nhưng mà xếp cực nhiều luôn nhé. Mỗi hàng này 6 cái.
Mỗi hàng này 3 cái cốc. Đấy, 12 cái bát con, tức là vào nhà các bác 8 người ăn rửa thoải mái luôn. Dưới này mình xếp những cái bát lô tô nghiêng ở đây. Xếp khoảng 5 6 3 4 5 6 cái bát lô tô tùy cỡ. Âu yếc, chỗ này xếp 6 7 cái đĩa. Bản chất cái máy Nhật này nó phù hợp với cái người Việt Nam mình là vì là nó rửa hoàn toàn bằng nước nóng và nó xếp rất là nhiều bát, không như máy châu Âu. Máy châu Âu thì chủ yếu nó dùng đĩa. Chỗ này thì mình để đũa thìa này. Khi máy hoạt động thì các cái tay phun này nó sẽ phun nước các tia ở đây. Từng quay tay một, đấy, ba tay và các cái lỗ ở đây. Con này mới quá, càng nhìn càng thích. Đấy, các bác nào mà có bột rửa các bác phải cho vào đây. Hoặc là ném thẳng vào trong khoang này luôn. Như em dùng bột rửa, viên rửa em ném thẳng ở đây. Viên rửa thì các bác đừng cho ở đây nhé. Viên rửa cho ở đây không tan được. Ném thẳng vào trong này cho em. Hoặc là ném vào đây nhé. Đấy, đang đun nước. Sẽ chờ đun nước nóng thì bắt đầu sẽ phun. Đấy. Máy Nhật này rửa hoàn toàn tiết kiệm điện. Mỗi một lần rửa là hết hơn nửa số điện một chút xíu thôi. Tức là hết có khoảng 1.000 đến 1.500 tiền điện. Một ngày hai lần rửa đấy các bác. Cho em cho là hết 3.000 tiền điện này. Tháng 90.000 tiền điện. Nước thì mỗi lần rửa hết 11 lít. Tức là ít hơn rửa tay rất là nhiều luôn. Khi rửa tay các bác tưởng là nó ít nước, nhưng mà mình xả nước liên tục để mình tráng ấy, tốn nước lắm. Tốn phải mấy chục lít luôn. Nhưng mà cái này thì nó chỉ hết có 11 lít thôi. Hàng Nhật mà, Nhật nội địa, nhất là nội địa. Người Nhật họ tiết kiệm lắm. Đất nước họ không có tài nguyên cho nên họ rất là tiết kiệm. Họ không có hoang phí trên máy móc của họ. Mọi thứ đều phải là đạt tiêu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn để tiết kiệm điện nước. Đấy, thì nó mới đảm bảo. Em sẽ chờ một chút tạm dừng video để cho nó đun nước nhé. Trong quá trình đun nước thì nó tùy thuộc vào nhiệt độ nước các bác nhé. Nó đun vào khoảng 5 đến 7 phút. Nếu mà mùa hè nước nóng sẵn rồi thì đun nhanh. Mà mùa đông nước nóng thì nước lạnh thì đun lâu hơn. Đấy, nó chuẩn bị kết thúc quá trình đun nước và bắt đầu phun này các bác này. Nha, chờ em sẽ chờ cho nó phun để quay cho các bác xem máy hoạt động nha. Đây, bắt đầu phun ạ. Em cũng ít khi quay clip dài lắm. Đây. Chung con này xuất sắc, em nhắc lại giá nhé, là em bán 7 triệu rưỡi. Phần mặt mũi rất là đẹp luôn. Đấy, nước con này phun đi ạ. Nó sẽ phun theo cái lập trình trong máy hệ thống của nó. Phun rất là mạnh luôn ạ. Mới đầu thì nó sẽ phun từng nhát một, nhưng mà sau nó khi mà nó lập trình thì nó sẽ phun rất là mạnh. Đây, mở cửa ra sẽ thấy là ướt. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, ướt rồi nhá. Ở chu trình nước cuối cùng thì nó sẽ rửa với nước nóng 80 độ C. Cực bỏng luôn, bỏng tay, bỏng rát tay luôn. Rửa xong sấy khô, diệt khuẩn. Cực sạch. Đấy, con nào lấy các bác liên hệ nhé. Một con máy đẹp tuyệt vời. Chào các bác.